Dạ xin chào cô chú anh chị quay lại với kênh mua bán ô tô cũ của em Dung nha. Và hôm nay kho xe bên em nhìn quá trời khí thế luôn anh chị, đang về rất là nhiều xe. Thì em sẽ cập nhật giá tất cả xe mới về nè. Đó, đang có để cô chú anh chị dễ dàng lựa chọn cho mình mẫu xe phù hợp nhất nha. Về giá cả thì anh chị quan tâm mẫu xe nào cứ liên hệ với em Dung, gọi trực tiếp cho em hoặc là đến showroom nhớ nói gặp Thảo Dung để em đón và sẽ cố gắng hỗ trợ cho anh chị được xe đẹp nè, giá tốt, nhanh gọn, thủ tục tận tình nhất có thể. Và bên em thì vẫn đang cần mua thêm nhiều xe nữa nha anh chị. Thu mua tận nơi, nhanh gọn nè, không kỳ kèo và đặc biệt là không chê xe đét giá. Nhất là xe các anh chị là xe đẹp nè, không lỗi, đi ít là em sẽ thu cao hơn thị trường, ít nhất là phải từ 20 triệu tùy thỏa thuận hai bên. Xe mình có đang vay ngân hàng thì em cũng có thu và sẽ hỗ trợ anh chị nè, tất toán ngân hàng lấy cạc vẹt về nè, hỗ trợ vấn đề mà các cái thủ tục về sau và hỗ trợ luôn cả vấn đề thu hồi định danh biển số nhanh gọn nhất có thể và rất là thuận tiện cho khách hàng. Đặc biệt là khi mà anh chị giao dịch với bên em thì những cái thông tin mà anh chị cho cung cấp xe chào bên em thì bên em là ngay tại cửa hàng rồi, ngay trung tâm rồi, thì không có qua trung gian, không có qua cò lái, cho nên là cái thông tin của anh chị sẽ được bảo mật tuyệt đối đó, không có làm lộ thông tin của khách hàng, rất là an tâm nha. Rất mong là cô chú anh chị có xe hoặc người thân bạn bè có nhớ ưu tiên cho em Dung nha. Còn bây giờ mời anh chị xem qua những mẫu xe đang rất là hot tại showroom bên em nha. Một dàn Sedona luôn nè anh chị. Rồi đầu tiên mời anh chị xem chiếc này là Kia Sedona đó, đời thấp trước nha. Xe này là bản máy xăng 3.3 cao cấp nhất, full tiện nghi. Xe 2016 to đùng như vậy luôn mà có 610 triệu đồng thôi anh chị. Đó, mình đi một vòng để anh chị nhìn sơ sơ trước ha. Xe mang màu vàng rất là đẹp. Thì mình cũng sẽ có là cửa lùa điện hai bên nè. Rồi dẫn vào không gian nội thất thì quá sang trọng luôn anh chị. 71.000 cây, chuẩn auto, chất da đẹp cực kỳ luôn. Phối hai màu hài hòa ha. Hai cửa sổ trời trước sau nè, ba vùng lạnh độc lập. Đó, ghế thương gia. Bên em đang được mùa Sedona về tới 4 chiếc lận, thì chiếc màu trắng, 5 chiếc màu trắng thì đã bán, thì bây giờ còn lại một chiếc màu vàng này 2016 nè, mới làm đẹp xong, và hai chiếc 2020 bên kia nè anh chị. Chiếc này là chuẩn bị giao nè. Rồi bên này thì em đang có một cặp giá 900 hơn chút xíu nè, đều là 2020 hết nha anh chị, bản dầu full hết luôn. Thì chiếc này đi 57.000 cây, em đang chào là 920 triệu thôi. Còn chiếc bên này là mới có 37.000 cây thôi anh chị, ni lông trên xe vẫn còn luôn. Thì chiếc màu đen là 935 triệu. Đó, 27.000 cây thì nói chung là mới hết rô đai thôi, mọi chi tiết còn mới tinh nè anh chị. Xe thì đèn full led rồi ha, có định vị ban ngày. Bên trong thì mình sẽ có rất là hay, đó là hai cái cửa lùa điện hai bên nè. Đó, dẫn vào không gian nội thất bên trong thì cực kỳ rộng rãi luôn, 37.000. Đó, ghế da chỉnh điện, hai cửa sổ trời, ba vùng lạnh độc lập, hai vị trí nhớ ghế, nói chung là có đủ hết trơn rồi anh chị. Và phía sau này thì ghế thương gia, có lối đi ở giữa, phía sau là mình thêm được ba người lớn nữa. Đó, không gian thương gia rất là tiện nghi, cửa sổ trời thoáng đãng, ni lông thì còn khắp xe luôn. Đó, cửa lùa điện, không ai phải mở cửa cho ai, cũng không phải nhường ai hết trơn. Cốp xe thì cực kỳ rộng rãi mà cốp điện nha anh chị. Xe này là 935 triệu, còn bên này chiếc này 57.000 cây thì 920 triệu thôi. Đó, xe này màu đỏ đô, nhìn màu cũng rất là sang nha anh chị. Cũng y chang chiếc kia thôi, cũng là cửa lùa điện hai bên nè. Rồi, cốp điện, hai cửa sổ trời trước sau. Đó, tiện nghi thì y chang, hai chiếc y chang nhau. Chủ yếu là màu với lại km thì chiếc này đi nhiều hơn nên giá nó những mềm hơn xíu anh chị ha. Có luôn phanh tay điện tử, sưởi ghế, sưởi vô lăng, đầy đủ hết trơn cho mình luôn. Chỉnh ghế từ vị trí phía sau, ba vùng lạnh độc lập, rồi hai vị trí nhớ ghế. Có đủ luôn. Phía sau thì cũng ghế thương gia, đó, thoáng đãng cực kỳ, cho cả nhà ai cũng được tận hưởng hết nha anh chị. Và ghế cửa lùa điện này thì có rất là nhiều chỗ để mình đóng mở ha, rất là dễ dàng sử dụng. 920 triệu, xe to đùng luôn. Còn bên này thì em còn Honda CR-V, phiên bản này là bản TG 5 ghế nha, 2017. Xe này thì 2.4, cho anh chị một cái cảm giác lái cực kỳ tuyệt vời. Và chiếc xe 5 chỗ gầm cao sang trọng và được một cái nữa là nó siêu rộng luôn anh chị. Honda họ làm rất là chắc, cửa sổ trời nè, ga tự động nè. Đó, dàn lạnh là mát rượi luôn, hai vùng độc lập. Anh chị thấy xe 2017 mà chất ghế còn căng đầy không? 65.000 cây thôi. Đó, đã lắm. Và ghế của Honda là vừa to, vừa bự mà vừa êm nữa. Ngồi rất là thoải mái nha. Điểm này cái này rất là hay, nó rộng khủng khiếp đó anh chị. Cái hàng ghế phía sau này mình ngồi ba người lớn anh chị ngồi thoải mái luôn. Khoảng để chân vô tư, cửa gió rồi. Chất da thì còn êm ái, da zin theo xe của Honda rất là đã nha. Đó, 2017 xe này ngày xưa lăn bánh phải tỷ ngoài. Thì hôm nay em Dung đang chào là 650 triệu. Đó, giá này lên xem xe có thương lượng nha. Rồi, trong này, bên này thì ở đây, đây anh chị.
em đang còn một cặp Fortuner đây, cặp Fortuner, còn một chiếc màu đen nữa. Đều là máy xăng một cầu số tự động hết. Chiếc này là 2020, lăn bánh được 27.000 cây. Em đang chào là 880 triệu, một mẫu xe 7 chỗ, gầm cao. Quá quen với mình rồi ha anh chị. Dán phim, che mưa, rồi mở cửa thông minh bằng nút bấm. Bên trong thì đã có camera hành trình, ghế da, zin theo xe. Các chi tiết ốp giả gỗ thì còn sang trọng cực kỳ luôn. Xe thì cũng có ga tự động và lẩy chuyển số vô lăng rồi. Đó, hai chế độ lái đầy đủ cho mình. Nói chung là nồi đồng cối đá nó không có quá nhiều option, nhưng mà tiện nghi thì vừa đủ để sử dụng nha anh chị. Màu trắng ngọc này nữa thì quá đẹp. Xe này mới hết Hyundai thôi, 27.000, xe 2020, 880 triệu. Đây, chiếc này là Honda Civic nha, bản E. Nhưng mà chủ trước đã lên hơn 40 triệu phụ kiện để nó lên giống như là bản G luôn rồi. Thì một mẫu sedan C bán chạy nhất trong phân khúc. Chủ trước đã lên thanh ổn định thân xe nè, rồi bộ ghế da. Xe thì nhập khẩu Thái Lan, cũng đã có trang bị cái an toàn Honda Sensing rồi, phanh tay điện tử Red House. Nói chung là tiện nghi tươm tất hết để anh chị sử dụng một mẫu sedan C, vừa đẹp, vừa trẻ trung, vừa hiện đại, mà doanh số bán thì luôn trùm trong phân khúc. Và đặc biệt là động cơ 1.5 turbo cho công suất 178 mã lực, thì mình sẽ có một cái cảm giác lái cực kỳ tuyệt vời. Xe này hôm nay em chào là 680 triệu, có linh động rất là tốt khi mà anh chị liên hệ trực tiếp với em Dung nha. Rồi bên này thì trùm phân khúc sedan D nha anh chị, bán chạy nhất phân khúc luôn. Camry 2.5Q, xe đi được 43.000 cây một chủ từ đầu. 2019, đó, màu đen, nội thất màu da bò. Xe này thì form mặt cười, chủ tịch ha. Camry thì nó đẳng cấp khỏi phải nói rồi, này không phải giới thiệu nhiều. Bền bỉ, lành tính nè, đi không có sợ lỗi thời. 2019, 830 triệu thôi, giá này lên xem xe cũng còn thương lượng nè. Đó, xe cộ thì anh chị cứ lên xem xe gặp em Dung đi, rồi em hỗ trợ giá cả rồi kia cho nó dễ cho anh chị nha. Có luôn sạc không dây, ốp giả gỗ. Rồi phía sau thì có mình có những cái rất là hay trên chiếc xe này. Đó là nè, đầu tiên ha, rèm che nắng hai bên, rèm che nắng sau gái, và ghế sau thì cực kỳ rộng, và cái màn điều khiển rất là xịn nha. Chỉnh được nhạc, chỉnh được nhiệt độ, rồi góc tựa lưng ghế đầy đủ hết cho mình luôn. Thì xe này em bán là 830 triệu thôi, lên coi xe còn thương lượng. Hai chiếc này là có thương lượng khi mà anh chị lên xem xe trực tiếp, hoặc là nhớ gọi trước cho em Dung nha, để em đón và sẽ cố gắng là hỗ trợ giá tốt nhất cho anh chị luôn. Fortuner máy xăng một cầu số tự động là màu đen, sản xuất 2018 luôn, mới đi có 19.000 cây, phụ kiện thì lên đầy đủ cho. Có camera 360 độ, 19.000 cây anh chị biết độ đẹp cỡ nào rồi. Đây cái gầm nè anh chị, đó ống xả nè, đây gầm nè, sơ cua nè, đó camera, rồi hai cảm biến lùi. Em Dung chào có 820 triệu, giá rất là đẹp, cổng sạc, cửa gió. Fortuner thì dàn lạnh tuyệt vời nha, lạnh nhanh, lạnh sâu, mát mẻ, chất ghế thì còn căng đầy, chỉnh điện. Đó, xe 2018 nhập khẩu Indo, có 19.000 cây, 820 triệu, lên xem xe gặp em Dung có thương lượng nha. Bên này Fortuner thì bên này là tiểu Fortuner, chiếc này là Toyota Rush, xe 5+2, gầm cao, số tự động, nhập khẩu, đó, đèn năng động trẻ trung, thiết kế rất là hiện đại ha. Động cơ vẫn là cam kép thông minh, lành tính, bền bỉ và tiết kiệm nhiên liệu. Máy 1.5 số tự động đi rất là khỏe nha anh chị. Đó, bên trong thì cơ bản thôi, nồi đồng cối đá, chải sàn, đó, trần nỉ, ghế nỉ. Nếu mà anh chị thích cái xe này, muốn lên bộ ghế da, liên hệ em Dung, giá cả em hỗ trợ cho mình bộ ghế cho nó lên cho nó êm nha. Mà mới lăn bánh được có 20.000 cây thôi anh chị, mới có Hyundai thôi, xe này thì vẫn còn bảo hành hãng, nên là anh chị mua xe rất là yên tâm luôn. 20.000 cây, 560 triệu thôi, lên xem xe gặp em Dung, vui vẻ có giảm lọc cho anh chị nha. Hai chiếc trong kia là Rush với lại Pajero thì em đã đặt cọc rồi. Đó, rồi em đang sắp về thêm một chiếc Honda CRV phiên bản mà Black Edition đó anh chị, bản full đen á, rất là đẹp luôn. Xe em đang cho dọn rửa, xe xong là em cập nhật cho anh chị liền nha. Và một chiếc Toyota Cross xe 2022, giá đang hôm nay đang chào là 810 triệu đồng nha, màu trắng, rất là đẹp. Đó là những mẫu xe mà bên em đang còn. Thì cô chú anh chị quan tâm mẫu xe nào, anh chị nhớ ưu tiên gọi cho em Dung, hoặc là đến showroom nhớ nói là gặp Thảo Dung nha. Đầu tháng giờ chưa có được mở hàng, nên rất mong là có cô chú anh chị quan tâm xe, ủng hộ giùm em Dung cái mở hàng đầu tháng cho nó vui. Và em vẫn đang cần mua thêm nhiều xe nữa để bán lễ, cho nên là giá cả linh động tốt nhất, thu mua tận nơi. Bên em thì không có kỳ kèo, không có chơi xe để ép giá đâu nha. Xe đẹp làm sẽ thu cao hơn thị trường, ít nhất là phải từ 20 triệu. Nên là mong cô chú anh chị có xe hoặc người thân bạn bè có, gửi thông tin cho em Dung nha. Xin cảm ơn rất nhiều và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo. Xin chào.